Xin chào các bạn nha. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái bài massage mặt. Mình sẽ chỉ các bạn một cái huyệt đạo mà để làm cho nó hạn chế cái đánh cười của mình và làm cho mình là trẻ hơn so với tuổi. Thì đó chính là cái huyệt quyền liêu nha các bạn. Cái huyệt này thì nó sẽ nằm ở một cái vị trí, đó là nó nằm ngay chỗ cái lõm, cái chỗ lõm dưới mà góc trước của xương gò má nha các bạn. Chỗ này nè các bạn, trước hết là các bạn sẽ xác định được cái huyệt quyền liêu này nha các bạn. Nó nằm ở ngay chỗ này này, nó nằm ở chỗ lõm dưới góc trước xương gò má đó. Sau khi chúng ta đã xác định được cái huyệt này thì chúng ta sẽ dùng hai cái ngón tay trỏ này này, chúng ta xác định được huyệt rồi, nó kiểu giống như là nó nhói nhói, nó hơi đau đau thì đúng huyệt nha các bạn. Sau đó chúng ta sẽ dùng hai cái ngón này chúng ta day, chúng ta day trong vòng 3 phút. Với điều kiện là các bạn sẽ phải kiên trì, chúng ta làm hàng ngày mỗi ngày nha, thì nó sẽ có một cái tác dụng rất là tuyệt vời nha các bạn. Cái huyệt này này các bạn, sau khi mà massage hai cái huyệt quyền liêu này thì chúng ta sẽ massage cái đường này, chúng ta kéo thẳng lên cái trán của chúng ta đã nhít xuống. Dùng hai cái ngón tay trỏ này các bạn kéo ở dưới cái mắt này này. Theo một chiều trong vòng khoảng 1 phút nha các bạn, và giữ nguyên trong vòng 5 giây.